Chúng ta hãy đến map vua của quả đồi. Level 19 thanh niên này đang ở trong xe với cái 32. Chúng ta đang có một cái map có cả cây lẫn những cái đơn vị địa có thể là sâu bên trong khu đấy đấy. Luôn xử lý theo vị trí xác luôn. Nhưng mà mình đang đi sâu vào khu đội hình bên kia luôn. Giao tranh mình xử lý tâm lý chính xác để không nhận được. Lúc này mình đang tấn công sâu khu vực bên trong. Và mình lại tiếp tục mình lên thêm cái nhà máy điện. Ở đây mình sẽ xử lý đèn cải thiện sử dụng. Chính xác. Chính xác. Tấn công. Đây tem cải thiện cung của chúng ta vẫn đang được sử dụng và chúng ta sẽ lên thêm một số những cái nâng cấp cho nhà chính cũng như nhà xe. Ở đây chúng ta đang cần cải thiện cái nguồn cung của chúng ta lên một chút nữa, đó là thêm phần trung tâm cung cấp vào khu vực
bên ngoài này. Hiện tại tôi sẽ xây dựng cho nó thêm một đến hai cái trung tâm cung cấp, và để cho chúng ta có cái nguồn cung mắc nhất. Ở đây nhà chính của chúng ta đã lên level khá cao rồi, và bây giờ tôi sẽ nâng cấp nhà xe và hai cái nhà xe ba luôn. Lúc này ý tại cả thành cung vẫn có. Vừa mới xây dựng xong thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một lát. Bây giờ là thời gian dành tiền cho nâng cấp nhà chính này, nhà xe này. Chúng ta sẽ phải đem quân đi trinh sát ở những khu phía dưới này. Tiếp theo là phần item cải thiện nguồn cung, chúng ta sẽ nâng cấp thêm khói. Bây giờ sẽ đi qua trinh sát phía bên này luôn. Xem họ có sử dụng phương pháp tấn công nhanh hay không. Mình đang lên sửa xe chiến đấu level 3 đúng không? Nó lên cả cơ sở hero nữa và thêm trung tâm cung cấp nữa rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ lên khói. Đây chúng ta đang cần thêm với nhà máy nước. Chính vì thời gian khói của chúng ta sẽ chậm lại một chút. Ở đây tôi đang sử dụng item cải thiện nguồn cung để chúng ta có nguồn cung lên khói luôn sau 300 vàng được. Và phần cải thiện nguồn cung còn lại chúng ta sẽ sử dụng cho lên rất đông luôn. Sản xuất không quân. Lúc này mình nghĩ là họ phòng thủ được cho nên mình sẽ không đẩy quân ra đây nữa. Sẽ ở một sửa máy bay chẳng. Ở đây tem cả thì người chúng ta vẫn đang được sử dụng. Resource container detected. Enemy destruction complete. Resource container detected. Our unit is under attack. Resource container detected. Resource
Insufficient resources. Lúc này khá là căng thẳng cho nên mình sẽ giảm thời gian bình luận rồi. Và mình quay trở vào mình sẽ tấn công luôn. Giao tranh luôn sự cố dây tấn công. Nếu cháy nguồn sự tâm cơ dưới thủ công rồi. Giao tranh luôn sử dụng item xe thứ sát luôn. I will retarget
17 phút, 18 phút chúng ta đã dùng khói và gánh được đồng minh.